Không khí ở quầy bán vé xem trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển U22 trong ngày đầu tiên khá ảm đạm, không có cảnh người hâm mộ xếp hàng dài chờ đợi như rất nhiều lần trước đây. Anh Đoàn Ngọc Trường, một cổ động viên đến từ Hà Nội, một người thường xuyên theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, có mặt tại sân Cẩm Phả từ rất sớm vì cho rằng sẽ rất khó để mua được vé vào sân. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của anh Trường, việc mua vé diễn ra khá chóng vánh và dễ dàng vì có rất ít cổ động viên đến xếp hàng mua vé. Mua được 6 vé ạ. 6 vé giá trị bao nhiêu anh? Giá trị 100.000 vé. Anh không thấy mua vé ở đây có dễ và như nào ạ? À, mua vé dễ, nhân viên nhiệt tình. À, anh sắp tới cổ vũ cho đội nào? Tự nhiên là đội tuyển quốc gia rồi. Không. Một cổ động viên khác là ông Nguyễn Viết Phượng, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long. Năm nay đã 78 tuổi, nhưng ông Lượng vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Và đây là lần đầu tiên ông Lượng mua được vé xem đội tuyển Việt Nam nhanh đến thế. Như vậy là tôi cảm thấy dễ mà thoáng mà sạch sẽ, lịch sự. Tôi thấy. Rất là phấn khởi hôm nay đi mua vé để xem đội tuyển bóng đá Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam. Anh thấy mua vé có dễ không? Có thoải mái. Hôm nay tức là không đông người. Rất thoải mái. Anh. Vé trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 có 3 mệnh giá là 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng. Và theo quy định, mỗi người không được mua quá 6 vé. Sức chứa của sân Cẩm Phả là 20.000 chỗ ngồi và số tiền thu được từ bán vé sau khi trừ đi chi phí tổ chức sẽ được dùng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra. Cái không khí mua vé buổi đầu thì chị thấy thế nào? Từ 9 giờ mới bán và như này thì là bình thường. Trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 sẽ diễn ra vào 18 giờ trên sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là trận đấu để huấn luyện viên Park Hang-seo kiểm tra, đánh giá lực lượng của hai đội tuyển, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho các giải đấu lớn sắp tới.